Erling Haaland một lần nữa không có duyên trước Bournemouth cho dù Manchester City giành chiến thắng đậm. Erling Haaland phá vỡ một loạt kỷ lục ghi bàn ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Manchester City và trở thành vua phá lưới ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, anh lại khá vô duyên trước đối thủ yếu Bournemouth. Mùa trước, Manchester City toàn thắng Bournemouth và ghi 4 bàn trong cả hai lượt trận nhưng Haaland chỉ đóng góp một bàn thắng. Đặc biệt trên sân nhà Etihad, tiền đạo này không thể lập công. Kịch bản này tái hiện trong trận đấu tối qua. Trong khi Manchester City vẫn áp đảo và thắng đậm Bournemouth 6-1, Haaland lại vô duyên. Ngay trong hiệp 1, Manchester City đã dẫn trước Bournemouth 3-0 nhờ các bàn thắng của Jeremy Doku, Bernardo Silva và Manuel Akanji. Haaland thậm chí không đóng góp bất cứ pha kiến tạo nào. Mọi chuyện trở nên đen đủi hơn khi tiền đạo người Na Uy bị trẹo chân và phải rời sân ngay sau hiệp 1. Chấn thương của Haaland không quá nặng, nhưng huấn luyện viên Pep Guardiola không muốn mạo hiểm với anh trong bối cảnh Manchester City đã chiếm được lợi thế lớn. Tịt mòi trước Bournemouth khiến phong độ của Haaland mùa này tiếp tục bị giới mộ điệu nghi ngờ. Nhiều chuyên gia cho rằng Manchester City sẽ biến hóa và nguy hiểm hơn nếu loại bỏ tiền đạo người Na Uy. Tính riêng ở ngoại hạng Anh, Haaland đã ghi tổng cộng 11 bàn sau 11 lần ra sân, nhưng anh tịt mòi 3 trong 5 trận gần nhất. Huấn luyện viên Pep Guardiola cho biết Haaland gần như sẽ vắng mặt ở trận đấu với Young Boys ở Champions League vào giữa tuần tới. Tuy nhiên, tiền đạo này vẫn còn hy vọng trở lại ở trận đại chiến với Chelsea ở vòng 12 ngoại hạng Anh.